Và rồi xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình là Tí Thiền Tỷ và hôm nay chúng ta lại tiếp tục quay series Minecraft trong phần chơi Avatar. Và trong video tập ngày hôm nay thì mình sẽ vô trong để mình lấy cái trứng ra luôn ha. Ở tập trước thì đang ấp một cái trứng gian dở các bạn, mà mình thiếu xương á, cho nên là chưa có nuôi em nó được. Mình vẫn còn để ở trong cái máy ấp băng này nè. Đây, bây giờ thì lấy ra luôn. Ở lần trước thì mình còn có 13 cây xương các bạn. Trong thời gian mà mình không quay video về Minecraft á, thì mình cũng đã làm thêm, đánh thêm mấy con skeleton các bạn, lấy thêm xương nè. Bây giờ thì lấy vàng với lấy sắt ra để mình nè chế tạo luôn một cái cục quả cầu hút đi ha, để mình hút em nó vô bạn, quăng ra là hút vô liền luôn ha. Và phần khoáng sản thì chất lại chỗ chỗ luôn. Cái xương này, xương này không biết đủ không nữa nè. Không đủ thì mình đi farm thêm xương đó ha. Rồi bây giờ thì cho em nó ra phía bên ngoài thôi bạn, đặt theo tên mặc định của nó luôn đi. Đặt tích gì nè ha. Đó, ben một phát. Con này có màu trắng các bạn, trắng với màu xanh xanh ha. Hút em nó vô một phát, quăng ra một cái. Con này có cái đầu giống giống như cái đầu con sói nè. Con này chắc phải gọi là rồng sói nè. Và đem qua phía bên đây để mình lấy phần thịt gà luôn, để mình chế tạo luôn các bạn. Chế tạo phần xương luôn một phát nè, bấm một cái. Ôi, được có 27 cây thôi các bạn. Cất phần thịt gà còn dư lại. Bây giờ thì mình sẽ cho nó ăn luôn các bạn. Cất hết đầu vô để mình tách cái phần này ra luôn và cho nó ăn từ từ vô các bạn. Hy vọng là em nó sẽ yêu cầu cái level thấp thấp một chút để mình có thể cưỡi được nó. Còn không là phải đi farm thêm xương nữa đó. Xương thì mình thấy farm vào lúc buổi tối các bạn, farm đã lắm. Nhưng mà ban ngày thì hơi khó ha. Ban ngày chắc là phải qua bên máy thăm xương rồi. Và hết, em nó lên vào 28. Ôi, vẫn còn rất là nhỏ các bạn, chưa có thể cưỡi được em nó đâu. Cho nên là phải hút em nó vô thôi. Rồi bây giờ chắc là phải lấy cái kiếm ra để mình đi qua bên chỗ máy thăm xương của mình thôi các bạn. Ồ, có mấy tên thổ dân kìa. Ôi, nó tấn công vô nhà của mình luôn. Thôi, mình đi qua bên máy thăm xương luôn ha. Đứng ở phía bên đây để mình chờ đợi các bạn. Và nhảy xuống nước luôn một cái. Đứng gần gần chỗ mấy cái bẫy này là nó hay bị cháy mình lắm luôn á. Đó, cho nên là phải làm một cái đường nước ở phía bên dưới nè. Và đây là các bạn, có mấy con xương rồi nè. Trời ơi, nó xuất hiện rồi kìa các bạn. Mình sẽ tranh thủ ở đây để mình farm luôn một ít xương đó đã, rồi đem về cho nó ăn luôn đó ha. A few moments later. Lớn lên ba mấy rồi á, 36. Thử xem nó cưỡi được không. Vẫn chưa cưỡi được các bạn. Hy vọng là lên level 40 thì nó cho mình cưỡi ha. Đó, 41, 42 luôn nè. Và cưỡi, được rồi nè các bạn. Vậy là lên level 40 mấy rồi các bạn. Vậy là cưỡi được ha. Còn khoảng số lượng dư thì mình cho nó ăn luôn đi. Đây rồi, mình mới thấy hấp thoáng. 8 chiêu các bạn. 8 chiêu tím tím, vậy là giống giống con Fury rồi ha. Mấy con rồng sau này mình thấy cái chiêu đó các bạn, nó cứ giống giống nhau thôi à. Cũng cái chiêu màu tím này ha. Bắn một phát, một phát thì hình như là hai phát các bạn. Hai phát là đi một con, hai phát là đi một con á. Phía bên trên này có thêm một con nữa nè. Mình sẽ thử thêm một phát nữa. Lần này thì rồi cũng hai phát đi một con luôn. Thì có thêm một chết luôn nè. Hình như con nó đã yếu sẵn hay sao á. Bắn một phát một là chết luôn à. Tùy theo các bạn, mình bắn ở cửa ly gần á thì đam rất là cao luôn á. Mà bắn gần quá thì coi như nhiều khi tự quỷ lắm. Đó, bắn càng gần mất máu càng nhiều ha. Ok, cũng được các bạn. Bây giờ thì đi về thôi. Trong tập ngày hôm nay đó các bạn, thì mình dự định là sẽ sử dụng mấy con Fury của mình lai tạo ở những lần trước đó, như là Fury hay rừng với lại hay lửa đó các bạn, đem đi cho đại chiến với lại con rồng Ender thử xem coi được không á. Thì để mà có mắt để đi tìm thì bữa giờ mình farm mấy ngọc Ender thì mình đã có ngọc rồi, chỉ còn thiếu cái bột quỷ lửa nữa thôi. Bột quỷ lửa thì chắc là bị đi trao đổi với mấy ông sư phụ á. Mình sẽ tìm mấy ông sư phụ hay lửa đó, mình mua mấy cái que quỷ lửa luôn. Ok, hút nó vô luôn. Mình sẽ coi mấy ông sư phụ ở gần ngôi làng của mình nè các bạn, xem coi ổng có bán cái cây que nguyên lửa không để mình mua luôn. Cái que nguyên... có nè các bạn. Còn có cuốn bí kíp cấp 2. Bí kíp cấp 2 nha. Bí kíp cấp 2 này hình như có thể mua được. Ông này hình như là ổng bán, đúng rồi các bạn. Ổng bán cuốn bí kíp cấp 2 cần có ngọc ha. Với lại một cuốn bí kíp không có nguyên tố. Không có nguyên tố thì mình farm mấy con caraten mình có ở nhà nhiều lắm. Bây giờ thì vô phía bên trong để mình đi ngủ một phát cho trời nó sáng cái đi ha. Rồi sau đó thì đi lấy sắt với lại lấy ngọc lục bảo để mình đổi. Sắt thì lần trước mình bỏ nó ở trong này nè. Đài có bí kíp cấp 2 nè. Phía bên đây thì toàn là cấp 1 thôi à. Cấp 2 thì mình giữ đây, đây có nè. Bấm cái này lấy cho ra nhanh đi ha. Rồi lấy thêm ngọc nữa các bạn. Ngọc thì trong này có. Rồi đem vào phía bên ngoài để mình trao đổi. Phải chỉnh cho ngay nữa. Đây, bấm một phát luôn. Ôi, mua được cái hai cuốn hả bạn, là khóa giao dịch mất tiêu rồi. Xem có reset giao dịch không nha. Đó, được reset giao dịch các bạn, là mình có thể mua thêm được nè. Oh my god,
mua ra một nồi luôn á, rồi sẽ bỏ ở trong này để mình đổi. Rồi có thể đổi được vàng nè, nhưng mà cái mình cần á là cái que quỷ lửa đó, bấm một phát. Vậy là chỉ cần bỏ vô trong này rồi bấm, bỏ bên nào cũng được ha, bỏ ngược lại cũng được luôn nữa. Rồi, chắc được, ôi vừa khóa giao dịch luôn nè. Rồi xem coi ổng có reset giao dịch không. Ôi lại tiếp tục reset giao dịch các bạn. Xem coi ổng có bán cái gì thêm xịn sò nữa không. Ừ, biết cái cấp 3 nè. Đổi ngược trở lại nữa hả. Ơ trả lại. Cái này kiểu như là đổi trả nè các bạn. Trời ơi mình đổi dư thì mình có thể trả lại để lấy lại. Lấy lại được ngọc. Và xem coi có nâng cấp gì không. Ôi lại tiếp tục lên cấp nữa các bạn. Xem coi ngoài đổi trả ra thì à hết rồi các bạn. Cái gì vậy? Ồ, đánh nhân làng luôn hả? Ồ ghê ghê quá. Và bây giờ thì có bột này rồi và mình có thể chuyển thành đại rồi. Vô phía bên trong để xem coi bữa giờ mình siêu tầm mấy cái viên ngọc Ender đó bạn. Xem coi có được 14 cái thôi ha. Còn cái này thì bí kíp cấp 2 mình sẽ để phía dưới này đi ha. Ngọc có thể để ở phía bên đây luôn. Và mình sẽ kết hợp với lại với con mắt luôn các bạn. Để tạo ra mắt Ender luôn. Đó. Chúng ta đã có được mắt Ender và từ mắt Ender này thì mình có thể đem ra phía bên ngoài để mình xem coi cánh cửa nó nằm ở đâu ha. Định hướng luôn. À, nó bay qua hướng phía bên đây. Vậy là mình cần phải đi hướng thẳng hướng phía bên đây các bạn. Theo căn cứ của mình thì đi thẳng hướng phía bên đây nha. Lấy cái kiếm ra, lấy cái con rồng này luôn các bạn. Để mình có thể di chuyển bằng em nó. Em nó thì cho follow mình. Nằm xuống xin. Đúng rồi. Để mình di chuyển bay qua hướng phía bên đây. Con này giống giống kiểu con sói ha. Sói này chắc sói khu tiết hay sao á. Lần trước mình lấy nó bên cái khu đồng bằng các bạn. Kế bên cái ổ con Fury luôn á. Kế bên cái ổ của con rồng Halloween luôn. Mình nó ra con này giống kiểu khu băng tuyết vậy đó. Và đi tới đi một đoạn ấy, thì mình sẽ coi mình ném thêm một phát nữa các bạn, xem coi nó chỉ hướng à, vẫn còn đi tiếp tới phía đằng trước nữa, cho nên là cứ đi một bởi mất tiêu con mắt rồi, cho nên sẽ đi một đoạn xa xa đấy bạn, rồi mình sử dụng luôn ha, để tiết kiệm mấy con mắt của mình mới được. Nó quay ngược trở lại các bạn. Bây giờ thì ở phía bên khu vực này nó quay ngược trở lại, vậy chắc là phải quay ngược trở về hướng căn cứ của mình. Nãy giờ mình bay hơi xa rồi đó, cho nên là đứng ở phía bên đây để mình ném thử một cái nữa nha, xem coi nó bay hướng nào đây. À nó bay hướng phía bên đây các bạn. Bên đây thì nó lại bay ngược trở lại và hư một con mắt luôn rồi. Vậy là nãy mình đứng phía bên đây đâu đó dưới này thôi. Đây để mình đậu xuống phía bên dưới này để mình quăng thử một phát. À nó bay hướng phía bên đây hả? Nó rớt. Còn nó rớt ở đâu không? Ồ hư con mắt của mình luôn rồi. Vậy là nó rớt ngay chỗ này. Rồi mình sẽ hu cái con này của mình vô ha. Nó rớt đâu đó gần gần chỗ này, vậy là mình cứ đào xuống chỗ này, đào xuống thôi. Lấy cây cuốc với cây sẻng của mình ra để mình đào xuống. Đào đáy đây đi các bạn. Con mắt nó rớt ngay chỗ này nè. Cho nên là mình ủi thẳng xuống phía bên dưới. Lâu lâu nó bị gót lóc nữa. Đào nhanh quá. Cây cuốc này, cây cuốc đã từ cái quặng thiên thạch ngoài hành tinh cho nên là có vàng nè. Phải vàng luôn các bạn. Vàng nhiều quá. Cho nên nó đào rất là nhanh luôn á. Xuống 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 phía bên dưới. À, ở đây nè các bạn. Chỗ này là cái chỗ cổng dáng đẹp rồi nè. Đó, ở trong này tối quá. Bây giờ mình sẽ cầm cái đuốc lên cho sáng sáng một chút các bạn. Đây thì có mấy cánh cửa nè. Thôi biết được anh. À, đi qua phía bên ngoài luôn. Ăn như một cái anh. Nãy giờ bay 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 cũng đói nữa. Xuống phía bên dưới này luôn. Đây. Mở cánh cửa và đi xuống phía bên dưới nè. Mình nghe có tiếng con nhảy bạc đâu đó phía bên bển đó bạn. Ồ, hình như là phía bên kia rồi. Phía bên dưới này thì đi sâu xuống phía... có Calatan nè. Mình nghe có tiếng nhảy bạc ở phía bên kia. Chắc cái cánh cửa nằm ở phía bên kia rồi. Nhưng mà sẵn ở đây đi khám phá luôn các bạn. Khám phá... hơi bất đường hả? Vậy là đâu đó phía bên kia mình nghe tiếng xè xè của con nhảy bạc á. Âm thanh nó rất là quen luôn á. Khi mà đi tìm mấy cánh cửa kết thúc là hay nghe cái tiếng spawn của nó lắm. Đi tới luôn. Nãy là cái chỗ cánh cửa mình mở ra là có đường đi. Đúng là đi tiếp nè. Phía bên kia là trời biết bơi nhiều quá. Đóng cửa lại, đóng cửa lại. Ok. À, ở đây nữa bạn, hàng gì mình nghe tiếng xe xe ha. Mà mấy con nhảy đâu mất tiêu rồi. Nãy nghe tiếng xe xe mà không thấy con nhảy nào trong này hết à. Cho nên đập cái này nhanh nhanh luôn. Mà trong này thì ui. Không có con mắt nào xuất hiện sẵn đó bạn. Mà mình còn có 11 cái à. Đập cho luôn, vậy là thiếu một con mắt rồi. Thiếu đúng một con luôn á. Ở đây thì chắc là mình sẽ đặt cái cục quay tên ở đây luôn đi ha. Để là the end ở đây luôn đi. Và đập hết những cái cánh cửa ở đây để mình đi tìm xem có con Enderman nào trong này không ha. Để mình farm thêm mới được. Ôi chứ có kim cương luôn kìa. Wow. Sẵn đây có đào luôn rồi. Ui hai cục kim cương luôn hả. Rồi bây giờ kim cương chắc cũng không cần lắm đâu ha.
nhưng mà chó này thấy ghê quá cho nên là đào luôn và đi vô trong này để xem coi. Mình phải cần có một viên ngọc Ender nữa mới được. Trong này toàn là mấy con Spider thôi và Reaper nữa nè. Né né là luôn một phát. Phía bên đây không có rồi. Đây, vô kệ sách kiểm tra trong những cái rương. Trong này có sụp tiêu mấy đồ bình thường thôi. Và phía bên đây, nhiều khi trong những cái rương này nó có cục ngọc Ender là may mắn cho mình lắm luôn á. Kiểm tra trong này có toàn là mấy bí kíp bình thường thôi. Wow, trời sách. Trong này là nguyên một cái thư viện luôn rồi. Midnight. Nãy giờ mình đi vòng vòng ở chỗ cái cánh cửa Ender đó bạn, nhưng mà không có Enderman, cho nên quyết định là bay về nhà luôn để phân mấy con Enderman á. Đó, phía bên đây thì Enderman chói chân lại, chói con Reaper luôn, chói con quỷ này lại luôn. Con quỷ này nó chạy nhanh lắm. Mình sẽ sử dụng sang cái cây kiếm này của mình bạn, mặc dù sắp hư rồi ha, nhưng mà nó có option nhặt á, giúp cho mình sẽ có được nhiều tỷ lệ có được ngọc hơn. Đó, có được ngọc liền các bạn. Buổi tối thì có rất là nhiều Enderman xuất hiện cho nên farm dễ dàng hơn, và có được hai viên ngọc là đủ rồi đó. Mấy cánh cửa này nè, mấy cái block nãy mình đào phía bên kia quá trường quá đất luôn, cho nên dục vào phía bên ngoài bớt đi ha. Đó, và trước khi vô thì ăn cho no một cái nha. Thôi nhảy vô một phát các bạn. Rồi, xuất hiện cái ống máu của con rồng đó rồi kìa. Mình sẽ nhanh tay summon cái con Fury của mình ra. Đại rồi, vô mình bay vô chính giữa trung tâm luôn các bạn, để mình bắn hết tất cả những cây trụ hồi máu của nó đi ha. Chỉ cần bắn gần thôi hình như là nó nổ hết luôn hay sao á, phải không? Hình như nổ hết các bạn. Rồi nó hạ cánh xuống phải không? Bắn nó thử đó. Ui, một phát vô đam lắm luôn các bạn, bắn một phát kìa. Đó, trời ơi, thôi tính ra sử dụng con rồng này bắn con rồng kia dễ lắm các bạn. Đó, bể nè, phía bên đây thì cao lên một chút nữa, đúng chưa? Và vẫn còn phía bên này đó không? Đó, bể hết rồi bạn. Và canh bắn nó luôn. Ôi, phía bên đây thì mình bắn nó không có bị mất cái chiêu đi các bạn. 8 chiêu bắn hoài nãy giờ nè. Nãy giờ mình mới để ý á, bắn hoài không bị mất. Và nó hồi phục đầy máu rồi. Và chờ đợi cho nó xuống phía bên dưới này để mình dồn đam luôn. Nó trúng kìa. Bắn vô đam lắm luôn á. Và đây rồi, em nó đã xuống phía bên dưới. Ui, một phát kìa. Wow, một phát gần như là 80% máu luôn các bạn. Bắn thêm một phát nữa em nó ra đi luôn à. Trời ơi, Fury của mình rất là khủng khiếp luôn á. Mình xem coi nó có rớt đồ gì không. Hình như cũng chỉ là đỉnh kinh nghiệm thôi á. Và có cái trứng của nó trên này nè. Bấm một phát. Mình sẽ sử dụng cái cây cuốc của mình để mình đào xuống phía bên dưới. Và chuẩn bị sẵn cái cây đốt luôn á. Cái trứng đầu mình chắc là giống giống như con Vanilla rồi. Nhưng mà mình sẽ lấy về các bạn để thử nghiệm thử xem coi nó có ấp được trong cái máy ấp băng không á. À ok, lên phía bên trên luôn ha. Em rồng của mình thì đang nằm ngủ ha. Cho em nó nằm ở đó đi. Phía bên đây thì xung quanh đây cũng không có gì ha. Bên đó mấy con Ender Creeper hả? Ui, thôi. Ender Creeper này không biết nó có tấn công mình được không ha. Nhìn nó ghê quá vậy. Ui, nó nổ. Ây da. Nó có khả năng phát nổ bạn, giống như con Creeper bình thường thôi. Nhưng mà hình như nó mạnh hơn hay sao á. Và thôi, nhảy vô cánh cửa các bạn, để mình đi về thử xem coi mình có bỏ vô cái máy ấp được không nha. Nếu không ấp được thì mình sẽ đẩy lên phía bên trên căn cứ của mình để trang trí cho nó đẹp. Còn bây giờ thì thử với máy ấp băng thử một phát. Bỏ ở trong này không được các bạn, chắc chắn là không được rồi. Phía bên đây thì không được rồi ha. Vậy là không có thể sử dụng cái trứng rồng Ender để mình ấp được. Cho nên bây giờ thì để nó đâu vậy? Để nó phía bên trong này thử được không các bạn? Để trong này được các bạn, nhưng mà không để lên trên được ha. Chỉ để phía bên dưới này giống như kiểu DNA để lai tàu rồng thôi à, chứ không có để lên phía bên trên được. Và nếu mà mình để phía bên trên này thì giống như đèn nung nấu trứng rồng vậy ha. Và bây giờ thì cũng buổi tối rồi, nãy là để nó phía bên Ender rồi. Nếu mà mình summon nó phía bên đây một lần nữa thì có thể là nó sẽ ra được hai con luôn á. Và con gì á? Mình tưởng đâu có con nha. Aquaman nha, cầm cái đinh bá rồi, nhìn thấy dưới nước nó chui lên á. Và summon em rồng của mình ở đây luôn. Đó, như vậy trong tập ngày hôm nay đó bạn, đã mình thử với lại cái con rồng Fury các bạn, một trong những em rồng Fury của mình, để test thử sức mạnh với con rồng Ender. Thì mấy em nó có khả năng chiến đấu rất là mạnh các bạn, đánh rất là vô đam với con rồng Ender luôn ha. Hồi nãy là đánh một phát một là thấy trừ đi 80% cái ống máu của con rồng Ender các bạn. Ôi, đánh thì làm hai viên thôi, nếu mà mình vô mình dồn đám bạn, bắn hai cái quả cầu năng lượng vô trong mấy con rồng Ender chắc là nó đi luôn á. Không cần phải tới cái trụ hồi máu đó ha, không cần phải lia hết mấy trụ hồi máu, bắn thẳng luôn chắc là được á ha. Mấy con rồng Fury này mạnh
Quá là dữ dội luôn á. Và video của mình trong tập ngày hôm nay chắc là cũng phải tạm dừng tại đây thôi các bạn. Nếu các bạn cảm thấy thích những video của mình thì đừng quên cho mình xin một like cho series Minecraft để mình biết các bạn thích nha. Mình còn làm tiếp những video tiếp theo cho các bạn cùng xem nữa. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở trong những video tiếp theo. Bye bye.